Mình xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng cả nhà mình đến với video tiếp theo của mình. Sáng nay mình ở ngoài dưới ngoại cả nhà. Ngoại đang chuẩn bị làm cái gì vậy? Vậy nhóm đứa nó ăn. Mày nó ăn hả? Vậy quay qua khán giả nhìn cái vậy. Chào khán giả cái. Xin chào khán giả. Dạ. Giờ này vô bếp nhóm lửa nó. Vậy tính nấu gì? Luộc. Tính luộc cái này. Và tính luộc bí hả? Luộc bí này. À, bí nữa hả? Luộc chạm món bí này, vậy luộc ăn ngon lắm cả nhà. Này vậy tiếp tục vậy luộc nữa này. Trưa nay vậy cho ăn bí luộc phải không? Hay có món gì nữa không? Biết gì? Biết gì trẻ? Chọc cháu. Chọc ngồi cả nhà, tại bữa nay bí Linh về, sáng giờ Linh nó đi chợ, không biết có cái món gì không, chưa thấy Linh nó về cả nhà. Đi chợ. Nó đi chợ đâu rồi đó, về rồi đó. Về chưa? Nó về đâu rồi đó. Lên. Em về chưa? Sao bạn nghe hay vậy? Bạn nghe tiếng hay vậy? Nghe tiếng đó. Bạn nghe tiếng Linh về hả? Đâu rồi ta, Linh ơi? Em kêu Linh vô cả nhà. Đi chợ, không biết đi chợ từ hồi nào vậy? Thì sáng giờ. Sáng hả? Đi ai? Đây cả nhà nhân vật chính về. Ngồi xuống, ngồi xuống. Lấy ghế ngồi vô, ngồi vô. À, xích vô hoài kìa, máy quay không đủ. Đây, rồi chào khán giả cái coi. Xin chào cả nhà. Rồi, từ hôm Tết giờ cả nhà mình mới gặp lại ha. Đây, hoài chắc hôm Tết giờ mới gặp mà. Hôm Tết giờ hả? À, hôm Tết giờ mới về. Mấy tháng là 5 tháng chưa? Tết, ngày trưa nè. Trưa hả? Bữa nay lễ Linh về chơi cả nhà không biết mua cái gì, đi chợ mua cái gì đưa cho ngoại coi đi. Ngoại đưa qua cho ngoại rồi lấy rổ đi, gà rổ sâu gà. Gà nữa. Xuống. Hả? Gà mua đầu bò đi. Mua đầu bò đồ hả? Nè cả nhà. Trời Linh mua cái gì cả nhà? Gà hả? Chi vậy? Gà chiên mắm hả? Mua gà. Để anh nấu. Linh nó đãi gà cho ngoại nha ngoại. Vậy. Linh đãi gà cho ngoại ăn á, ngoại thấy được không? Đâu mua cái gì rồi phải nói khán giả nghe coi. Cá thu. Cá thu là gì nữa? Cá thu với tôm để tôm. Đây có chặt cá này cả nhà. Mua nhà có xoài nó mua xoài nữa cả nhà. Nấm và chanh nè. Này có xài mua. Mua xoài chín cây các bạn. Ngon quá cái con mua. Cái này mua chín chín mềm cho bạn. Mình lùi máy lại xíu nha. Cá bún này chiều nó bún với lại chả cá. Bún ngày qua cũng cá. Cá nấu một chuồng là nói cuối cùng bún ba vòng bảy đỡ rồi không. Đâu có thấy ai ăn đâu. Đâu biết đâu. Chịu con nấu. Con nấu ngon hơn. Nhiều quá sạn ơi. Nấm để nấu cháo gà. Vậy trưa nay nấu món gì ăn? Trưa em làm gỏi gà với cháo gà. Nướng thêm cơm nè. Anh có ngâm con cá kìa, chiên con cá chấm mắm me nữa. Được không vậy? Làm gì được chứ không được. Chiên con cá chấm mắm me nữa nha cả nhà. Bà định nấu gì? Tụi bà luộc cái này, bà nhúng nước bà luộc ở đây. Bà luộc bí nữa hả? Rồi đã chuẩn bị sơ chế đồ ăn rồi. Anh đi ra bỏ ăn cỏ cho cừu rồi nữa. Cũng ăn chút à. Giờ ở đây cho giao cho Linh đồ sơ chế nha cả nhà. Mình đi bỏ cỏ cho cừu rồi. Rồi thằng này chứ. Con làm cho ngoài ngồi đi. Chào cả nhà. Bây giờ là mình với mẹ sẽ đi ôm cỏ. Ba thì hôm nay ba đi chơi rồi, ba cắt sẵn một xe cỏ để ở nhà. Đấy, thì bây giờ mình với mẹ sẽ ôm cỏ cho mấy con cừu nó ăn chứ đừng nó la quá, cả nhà có nghe không? Nó mà la là thôi, chừng nào mình cho nó ăn nó mới hết la luôn. Đó, giờ mình sẽ ôm ra ha. Có ba cắt ở đâu vậy mẹ? Ủa, thì cắt ở đâu đó. Trên nhà bác Năm á hả?
con từ từ vậy. Ui rớt thật mạnh thật trời. Cho nó ăn luôn chứ để nó la quá. Bây giờ quay biết làm sao đây vậy? Già rồi, giờ hỏi thăm nó lâu lâu cháu là lạ rồi. À, bạn bè của cháu mình về chơi cho vui. À, không biết chẳng thừa dịp ngày lễ. Là vậy vui không? Vui. Vui hả? Rồi biết nhà biết cửa. Dạ. Con cháu bạn bè nhau. Dạ. À, vậy là cũng thấy mưa vui mừng rồi. Nay cháu xin về đãi cho ngoại món ngon không á? Lát ăn nhiều nha. Ăn có không có, ăn hút nước rồi chơi mạnh đi rồi. Bỏ máy sinh tố xài tiếp. Máy sinh tố hôm qua anh mày mua cái máy sinh tố giờ. Xin chào cả nhà mình, thì bây giờ xong rửa nấm rồi kia luôn à. Linh đồ đang chuẩn bị đồ rau rồi đó. Mình sẽ ở đây mình sẽ chiên cá nha cả nhà. Cái gì mình làm trước mình sẽ chuẩn bị trước đây. Ờ Phan để dầu tới rồi đó. Một con cá rô phi nha cả nhà. À dầu tới bỏ tuổi rồi con. Cá rô phi này mình chiên vàng. Nha. Dạ, và cho con thí muối bột ngọt là được rồi. Mình chiên vàng mà chấm mắm me cả nhà. Tí vậy đâm con có mắm me giống mấy bữa lấy hột me ra vậy nha. Vậy. À. Vậy có muối không? Đưa liền con ơi cháy vô vậy quá. Đây này. Đâu. Đó đó. Một cái chiên cháy 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 cháy. Ấy da. Dầu nó văng quá. Ủa vậy nó tỏi rồi nữa hả? Cả nhà, đây là tôm ướp gia vị hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ vào cái nồi chiên không dầu mình nướng cho nhanh nha cả nhà. Để bây giờ bỏ than đồ nó ngon nhưng mà mình phải bỏ ở đây mà cho cái nồi tự nướng mình làm cái món khác á cả nhà. Tôm này, ủa Linh mua tôm này là kêu tôm sú hay tôm gì? Không biết tôm gì. À vậy hả? Nướng cái nồi này. Rồi, chắc mình làm phải là hai mẻ quá cả nhà. Không có đủ rồi. Bây giờ với Linh đang chuẩn bị gỏi. Ủa gỏi gà em tính làm sao? Gỏi gà tính làm sao? Gỏi gà rau răm thôi. Đâu giới thiệu sơ đây. À đây rau răm với lại rau răm với hút lũi với hành tây thôi. Hành tây. Còn cái này để làm gì? Cái này thì chiều em nấu món khác. Còn dạ. Nấm này thì sẽ để nấu cháo gà. Gà luộc mới lấy ra này cả nhà. Rồi với Linh sẽ làm món gỏi gà nha, giao cho em món gỏi gà nha. Rồi. Ngon hay dở lát mẹ chấm điểm nha mẹ. Dạ lát mẹ chấm điểm nha cả nhà. Cả nhà tôm cũng chín rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra nha cả nhà. Đây cho cả nhà mình coi nè. Cả nhà thấy không, tôm mình nướng nồi chiên không dầu của nó không có bị khô nha cả nhà. Kiểu nó vẫn chín nhưng mà nó ướt ướt á. Bên đây thì với Linh đang xé gà. Giờ mình sẽ bỏ tôm ra đây luôn. Cái này không biết có cay hay không nữa, tí nữa lột cho ngồi ăn. Mà nghe mùi thấy thơm mà nó cũng có nồng mùi lên người ta. Nồng cái vị lên á. Mình có bỏ giấy bạc ở trong. Bây giờ là mình sẽ nướng thêm một ít tôm này nữa cho hết luôn.
Đây còn mấy con rồi cả nhà ta. Dầm nướng luôn nha. Rồi. Bên đây là gà chiên mắm tỏi nha cả nhà. Có hồi nãy mình có gấp bỏ vô sẵn hết rồi. Bây giờ mình trở qua một lần nữa ha. Còn bên kia với Linh đang xí gà để mình quay này xong quay cho cả nhà mình coi. Linh xí gà chuẩn bị trộn gỏi ha. Gà chiên mắm tỏi thì mình chiên từ từ với gà nó vàng. Mình thích gà chiên mắm lắm cả nhà. Mình thích ăn gà chiên mắm. Không biết ở đây cả nhà mình có ai thích món gà chiên mắm không? Còn bên đây là nồi cháo ha. Cháo nước nhiều quá. Cái này hồi nãy có rang gạo rồi á. Cái chị kia rang gạo giùm rồi. Rồi bây giờ mình chờ sôi nữa ha. Bên đây gà chiên. Còn đây với Linh đang xí gà này cả nhà. Gà xí phay ha. Gà xé phay là xé gì nè hả? Ừ. Nhớ để phao câu đựng xé nha. Dạ. Để lại anh nha. Bỏ vô nồi cháo không hay anh? Ừ, bỏ nồi cháo mấy cái xương rồi em để lại để bỏ cháo nha. Đấy cả nhà, đó Linh xé gà để làm gỏi. Mình khói ăn phao câu gà. Đây, tôm này. Hấp dẫn không? Rồi. Không biết ngồi mẹ làm gì bên đó. Ngồi cả nhà. Cả nhà thấy ngồi. Ngồi rửa gì rồi. Bây giờ là đang công đoạn trộn gỏi gà nha cả nhà. Đây là nước cốt chanh. Gà mình bóp lên. Đây có hành tây nè. Trộn hành tây với lại gà với lại rau húng lủi rồi rau răm cả nhà. Rau húng lủi là chỗ mình kêu rau thơm á. Nhìn hấp dẫn quá. Cái này có đậu phộng nữa ngon hơn cả nhà. Cái này mà có đậu phộng nữa hết ý. Mình có nêm gia vị rồi vô hết xong trộn lên. Hey, chào cả nhà, đại gia đình chào cả nhà mình. Xong hết rồi đây nè. Đây, món ăn quá trời luôn cả nhà ơi. Giới thiệu ở đây là cá chiên này, ăn kèm với mắm me nha cả nhà. Đây là gỏi gà. Còn đây là bí luộc của ngoài này. Gà chiên mắm, sốt mắm tỏi, tôm, gỏi, bên kia là cháo hết rồi cả nhà. Đấy, bây giờ xin chuẩn bị lên nha. Cá rô phi chiên. Khó quá vậy mẹ. Rồi, mở cháo ra lên. Cháo ra, cháo ra. Hôm nay vui quá cả nhà. Có với Linh có dắt chị bạn về chơi nữa. À, chừng nào vô lại Linh? Tối ngày 3 em vô. Tối ngày 3 hả? À, tối ngày 3 Linh vô lại cả nhà. Không biết còn quay được video nào với idol Linh không nữa. Còn cái video nào để quay được không? Chị em mới lại chơi, cúng quậy rồi về vô. Chắc không kịp đâu. Không thì con nói gì vậy chứ. Chắc đâu có kịp. Ông quậy cúng tới 16 lần. Phải không vậy? Ngày 3 là công ty con đi làm rồi mà con sẽ vô trễ. Vậy xích tới xíu đi. Vậy xích gần gần xíu ăn cho nó mạnh. Mấy ngày vẫn mà. Nha. Gần gần ăn cho mạnh. Có muỗng không? Có muỗng cho Hoài cái muỗng. Đây có muỗng. Đây có muỗng. À có muỗng rồi chị à, có muỗng rồi. Có muỗng của Hoài rồi. Rồi. Đây một cháo gà nha. Chào khán giả. Với lại cái đám bữa trưa cháu nó lo bữa ăn. À cá chiên nào. Dạ. Anh ăn cháo không? Có múc một chén luôn. Sao Hoài thấy bữa nay hấp dẫn không Hoài? Biết thịt chuột hay là bí luộc gì đây không biết không? Bà thấy món ăn bữa nay hấp dẫn không? Rồi gỏi là tôm. Tôm. Gà. Tôm lát lột vỏ cho Hoài. Thấy ngon vậy chứ mà ăn nó không ngon. Sao Hoài Hoài nhìn vô trong đó thử Hoài ăn được món nào Hoài chỉ đi. Ngon mà đều ăn không ngon. Sao vậy? Tại vì không có răng ra. Để con lấy cái máy sinh tố ra con xay cá rồi cho Hoài luôn nha. Mệt lắm mày à. Hả? Gà nãy con luộc mềm lắm. Xay nó cho Hoài luôn, Hoài lấy ống hút vô giống mấy bữa vậy. Ngon mà là ăn không ngon là gì, không có răng, không có nhai như giòn miếng nữa cho ngon vậy á. Dạ. Không có ngon là vậy á. Vậy bạn cháo gà đồ được không? Trắng thì ăn được chứ. Cháo gà, rồi cá chiên cái này. Tôm mà lột vỏ ra, Hoài cũng thích ăn tôm lắm cả nhà. Khúc này. Hả? Bỏ khúc cá này qua bên kia lên. Đó. Sẵn rồi là lấy khúc đó, lấy khúc đuôi bỏ qua bên đó đi. Đó để xuống đó là rướng mắm me vô ăn rồi để khúc đầu qua bên này.
Đó, mắm me này. Mẹ này, mắm me này, mẹ này. Hả? Hơi cay á. Rồi nhà mình vô luôn ấy, nhập tiệc rồi. Rưới bên thôi. Ngoại bỏ cục đá rớt con ly nước rồi vậy. Mẹ, rưới bên thôi. Rồi vô vô lên. Vô kìa, chúc mừng lễ. Mẹ đừng có rưới. Chơi lễ rồi nha, ngoại khui rót thêm vậy. Rưới một bên này. Hấp dẫn quá cả nhà. Nói chung mà bữa nay bữa ăn nói chung là đông vui cả nhà, thịnh soạn tí xíu vô thôi. Con ngồi xa xa nha, con mời cả nhà mình nha. Thôi mời cả nhà mình cùng lên ly nè. Mời khán giả. Dạ. Đó, mình khai vị cái hơn lên cái rồi mời cả nhà mình nha. Wow, đã quá. Ăn đi vậy. Ăn đi vậy, vậy ăn món nào trước mà ăn đi. Vô quá cả nhà. Ta để là dưới bụi vậy hả? Dạ. Thử đi, Linh thử miếng gỏi kìa. Con em lấy miếng thịt cho hoài á. Lấy thịt cho hoài hả? Để hoài ăn, hoài xé hoài ăn được. Còn chết. Đừng ăn gấp đi. Ăn đi, hoài hoài xé hoài ăn được mà. Thịt mềm lắm á. À, thịt gà mềm và gấp ăn được cả nhà. Anh gấp vậy mới ăn lượng, em gấp vậy ăn được. Dạ. Thử đầu bếp làm. Thử miếng gỏi đầu bếp làm như vậy. Cho quả chấm điểm. Quả chấm điểm không? Thử đi, thử trước đi, thử trước đi. Mà khán giả chưa? Ra cho quả chấm điểm. Ừ, quên rỡ. Quên màu là. Lụm trước rồi màu sau thôi. Lỡ à. Lỡ hả? Dạ, không sao đâu, chọc hoài á. Chọc hoài á, hoài ăn từ từ. Quên lỡ rồi. Được không? Khó nhai không? Nước trọng rồi, là nước trọng chắc luôn, là nuốt luôn rồi. Nước trọng ớt. Nước trọng rồi cái. Ngon mà. Nước cái ớt luôn rồi. Rồi ăn thôi là. Rồi ăn bánh tráng, lấy bánh tráng ăn luôn hả? Ăn thử đi. Đuổi lính, đuổi lính, đuổi lính, ăn ngay tranh thủ ăn ngay lính nó vô. Thôi mình mời cả nhà mình luôn nha. Tranh thủ ăn cả nhà. Rồi. Con đi này để mẹ cho con cháu này. Cả nhà. Còn có cháu đây là cháu gà nha cả nhà, nấu với nấm. Thì mình xin mời cả nhà mình cùng ăn nha. Vậy. Được không? Hả? Quay gì rồi bà thấy vậy không? Hả? Bà thấy vậy trong màn hình không? Mời cả nhà mình một miếng gỏi gà nha. Xé miếng bự quá cả nhà. Đây, mời cả nhà mình nha. Được á. Được được á. Ngon mà. Gấp thịt heo nữa tao. Vậy mà ăn cháo đi, cháo xong rồi con tóc đâu. Gấp thịt heo nữa. Ừ. Đó em. Thịt heo luôn. Ôi giời ơi, cả nhà coi kìa. Thấy giả ăn dạ. Cháo gà ghế vô ăn cho vui. Rồi ăn đi. Đâu? Rồi con coi khán giả coi cái chén cháo của bà ơi. Mời khán giả ăn cháo này. Đây. Cháo à. Của Hoài bỏ bánh tráng vô cả nhà. Bỏ bánh tráng vô ăn cỡ. Sao cháo của Hoài bỏ bánh tráng vô vậy? Bỏ bánh tráng vô ăn cỡ nó. Hả? Ừ. Ừ. Ngon quá. Ăn đi Linh. Nấu sớm giờ ăn rồi cho khán giả coi rồi lâu lâu vô. Cả năm mới về được quay video lần mà ngại thượng thùng quá. Đà. Vậy thấy với Linh mời không Hoài? Xin mời mọi người ạ. Đà. Ăn đi, mẹ nè. Ngon mẹ. Ở Sài Gòn quen, nói tiếng Sài Gòn không mẹ? Dân ở đâu chứ? Mình ở núi, mình nói chuyện ở núi. Ăn đâu chứ? Ăn đi chị nha, chị nhiều lắm, đồ ăn nhiều lắm. Dạ, nhiều lắm chị ăn cho hết nha, cho no á. Ăn xong rồi tí ra mình khui trái mít nha bạn. Bạn ơi, hả? Khui trái mít nữa đi, có còn thấy nó thúi rồi kìa. Thúi rồi. Hả? Ngon không? Thôi, mời chị, mời ngồi. Vô. Hết miếng cháo luôn Linh. Vô. Vô hả? Vô. Vô, mời khán giả vô. Mời khán giả vô, vô, vô. Không xây không về hả? Sao mày ăn mày bỏ vậy thì nó ăn gì? Cho nó củ khoai các bạn, nó ăn bí các bạn. Cá chiên chấm mắm mè cả nhà. Ngon lắm. Ngon. Trong này có xương gà đi. Thấy không? Dạ mong. Thiếu không chèn chèn chèn. Dạ đây nè, mắm hay là anh nhầm chèn chèn.
Ủa nãy đây giờ giờ cái gỗ có cái đầy chưa làm tớ hả? À đưa phao câu đây. Đít gà cả nhà. Ừ. Thử một miếng gà chiên ha. Dặn hả? Dạ. Cả nhà gà chiên mắm tỏi. Miếng chám không? Ăn miếng thôi. Cô. Dạ. Thơm ngon lắm cả nhà. Cho mắm này cũng ngon. Ngon rồi. Thử đi. Mềm á. Thơm á. Mềm. Thơm mắc cổ. Ăn cá à? Cá. Ăn cá ai? Đây này. Đây dĩa cá này. Để á, để á. Ừ, cá chiên rồi. Ăn rưới mắm rồi hả? Ừ. À, cả nhà ăn cơm xong hết rồi, bây giờ sẵn mới Linh về này đấy, có dịp mít nhà Minh chín rồi, bây giờ cho Linh nó cắt luôn nha cả nhà. Đấy, được không vậy? Được không? Hôm bữa là quay cắt một trái rồi thì hôm nay là trái đó ăn hết rồi, thì hôm nay có còn trái này cho với Linh cắt ra ăn luôn đãi khách rồi cả nhà. Không biết là cái trái này có khác gì trái kia không? Mạnh lên, mạnh mẽ lên. Linh cắt không nổi luôn cả nhà. Ui da. Đấy, thơm không? Thơm ghê không? Wow, đây cả nhà. Đấy, hôm nay lại một trái này nữa này. Hả? Mít Thái, dạ mít Thái. Mít này là mít Thái. Trời ơi, theo coi chừng mũ nha mẹ, cà mũ nhiễu rồi để ông Ni ơi. Bây giờ cả nhà, mấy cái thăm thăm đó là nó chuẩn bị thúi á. Chù chà, Linh nó cầm dao cắt. Nở không? Không, để anh cho. Mình quay phim nên là không có cắt được cả nhà. Đó, ra gì đó, rồi lấy cái dao kia xẻ. Ôi, nó muốn bị gì vậy mẹ? Hả, nó bị gì vậy? Đây này. Sượng hả? Phải sượng rồi, để nó chín quá nó sượng hay sao cả nhà. Ôi trái này uổng kìa. Phải không? Có vậy là ăn sao? Nhưng mà vẫn ngọt đúng không? Lau quay lau mũ, nó cắt từng miếng nhỏ nè. Bây giờ có chỗ nó muốn thúi là thẻo ơi. Cái này bỏ. Trái này uổng quá cả nhà. Vậy là hôm bữa anh review trái kia nó ngon. Nó không bị gì hết. Trái này hơi bị lỗi. Được không? Lấy cái thố hay cái tô vậy không? Để dạt ra. Mình xin mời cả nhà mình miếng mít nha. Vậy nào xin tố mít nữa không? Video trước là mình có khui một trái mít cho cả nhà mình, nhưng mà hôm nay có Linh về khui trái này lại không được ngon bằng cái trái đó cả nhà. Nhưng mà vẫn ngọt, vẫn thơm. Chẳng qua là nó có hơi cái chấm li ti li ti á. Chắn cái muối mít ra nước không mẹ? Xăm kim không? Dạ. Xăm kim không? Dạ, xăm kim á. Mời cả nhà mình nha. Xăm kim ăn được mới bỏ chai nha. Bình thường, ăn quá ngọt. Mấy cái nào nó nặng quá mình bỏ rồi chứ. Còn bình thường mình vẫn ăn tốt mà. Ngon quá. Thử miếng nữa cả nhà. Sau khi mà ăn cơm xong á, làm bành trái mít ra cắt quay cho cả nhà mình xem, rồi sẵn ăn tráng miệng luôn. Nhưng mà trái mít này thì
có vẻ nó không có được như ý muốn cả nhà, nó không được nhìn không được ngon lắm. Hột mít bùi ra ăn không? Không. Hột mít nhiều quá. Mít bùi ra. Luộc không vậy? Ai muốn ăn không? Luộc ít thôi. Lấy hột mít luộc ấy ăn. Có ai ăn không? Sao vậy? Sao không ăn? Hột mít nhiều bỏ uống cả nhà. Mình luộc một ít đi. Dạ, lấy lại để dành lại gì ạ? Luộc ăn. Lâu lắm mới được ăn lại. Ít khi mà dạ, có hột mít ăn á, hột mít này mà nướng á đúng không? Nướng còn không à, em hay rang giống như đậu phộng vậy. Lùi to đó. Dạ, hột mít là lùi to rồi cả nhà, ăn ngon lắm. Lùi to ăn thúi. Ăn thì nói sợ địt rồi chứ thật ra mình địt là chứ còn mình ăn thì có ngon mà lâu lâu mình lùi to mình ăn hoặc là mình nướng cũng ngon. Còn không là dạ. Lát thì lấy lại ít ăn. Ngon. Mít ngoài ăn đây. Vậy sợ không dám ăn hột mít luôn cả nhà. Mới sợ trợ mà má ngủ có mình mà. Thôi cho nó lên nữa. Bỏ lên ăn đi. Chê hả? Nãy giờ có thấy ăn đâu mà khán giả rồi ăn đi. Ba ngủ có mình mà. Mít nhà trồng á, anh với ba trồng á. Công sức cả năm không thuốc nha cả nhà. Lấy hột ra. Từ ngày mà nó trái nó lớn là anh với ba không xịt thuốc gì á, cứ để vậy theo nước vô nó già chín ăn. Không bao trái luôn mà để ông ruồi nó chích eo trái hết không. Đợt sau rút kinh nghiệm là mình sẽ mua lưới và mình bao trái lại cả nhà. Cho cái trái nó bung lớn hơn, nó khỏi bị ruồi vàng nó chích là nó bị hư mít hết. Ruồi vàng nó chích là cái mít nó bị eo rồi nó thúi cả nhà, uổng lắm. Là sau đó là nó ra nhiều anh để anh bao trái được kỹ lại. Trái ngon nè. Đợt mít này lứa đầu tiên cho nên mình cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, mình không có biết giữ trái á cả nhà. Trái cũng không có nhiều, không có cỡ mười mấy trái à. Vậy là được. Còn ngoại ngoại lột ra có gì lát lên làm xin tố mít cho ngoại ăn. Dạ. Ờ, không có làm. Không có làm, bữa không có làm, không có làm. Cuối cùng làm lan ly hoài hút ngọt, ngọt, ngọt. Hết luôn. Vậy là không phải là hoài không ăn đâu cả nhà, hoài sợ mình làm mất công á, chứ không có gì hết á. Chứ ăn thì mình làm xong rồi mình đưa hoài vẫn ăn. Đó, kiểu vậy. Thôi coi lột hay lột ra để dành. Ăn theo nhịn đó. Có rồi không ăn. Mà có vẫn ăn phải không? Có rồi vẫn ăn. À, ăn ít hay nhiều ăn có ăn có vẫn ăn chứ còn không có thì không ăn. Thôi xúm nhau rồi, bây giờ lột ra đi rồi để dành. Đấy. Chiều nay là với Linh còn đi chơi rồi là mai bắt đầu làm giấy ha. Mai làm giấy. Mai đi làm căn cước công dân rồi bắt đầu mốt là đi vô Sài Gòn lại cả nhà. Đây công an nói sao? Anh gọi con, anh kêu là hôm nay xuống làm căn cước con đi. Xong con nói là con đã xin giấy hẹn ngày mai rồi, ngày mai con trời thì mai đi, mai lên. Giờ sớm theo lột cắt vô. Dẹt mấy cái chỗ mà nó thâm thâm á, dẹt ra cả nhà, dẹt ra xong còn nhiều cắt bỏ tủ lạnh ăn. Nó đưa giấy mờ vậy ạ, lấy giấy mờ đi xuống cho nó rã lại nó. Thôi bây giờ mình đi vô mình nghỉ nha cả nhà. Video khá là dài, mình xin phép kết thúc video tại đây nha. Mình vô mình nghỉ ngơi xíu, chiều có đi đâu chơi thì mình dắt hai chị em đi chơi. đi vườn nho hả? À, đi vườn nho rồi đi ra Ninh Thuận phải đi thăm vườn nho rồi cả nhà. Vườn nho là vườn sao? Vườn nho đó. Vườn nho mấy bữa. Là vàng nho á. Không, mình đi đâu có. Sao không có? Nhưng mà đi ra tới ga mới có. Rồi ở ga mới có. Sao nó ở Ninh Sơn? Ở Ninh Sơn. Thì mình xin phép kết thúc video tại đây nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi video của mình. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà mình. Bye bye khán giả. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà mình. Bye khán giả. Khán giả nghỉ chưa?